Kỳ Lân sẽ chọn và chỉ chọn những sản phẩm nào đủ điều kiện, yếu tố của Kỳ Lân Luxury để đủ đồ đẹp, đủ đồ sang, đủ đẳng cấp và đủ thượng lưu để mà phục vụ giao lưu với tất cả quý khách. Và đây là chiếc ví đủ điều đó để phục vụ đến với tất cả quý khách. Một chiếc ví mà Kỳ Lân thực hiện theo đúng yêu cầu của một vị khách hàng. Kỳ Lân trân trọng kính chào và giới thiệu đến với tất cả quý khách. Đây là chiếc ví được Kỳ Lân handmade hoàn toàn từ da thuộc, da cá. Da cá này Kỳ Lân nhập tại công ty chuyên thuộc da hàng đầu trên thế giới, và công ty này chuyên thuộc da thuộc để cung cấp cho hầu hết đa số tất cả những thương hiệu về thời trang nổi tiếng xa xỉ bậc nhất hiện nay trên thế giới. Và những công ty, những thương hiệu đồ da đó như thế nào thì chắc chắn là quý khách đã hình dung được. Và kể cả mặt bên trong da Swiss, Kỳ Lân nhập tại nhà máy Head ở Pháp, và nhà máy này hầu như cũng cung cấp cho tất cả những thương hiệu mà làm đồ da nổi tiếng trên thế giới hiện nay, từ những thương hiệu lớn luôn, từ chất liệu hoàn toàn từ trong ra ngoài là da thuộc, nhà thuộc da nổi tiếng và handmade bởi tay nghề chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury. Quý này thì không có dùng phụ kiện, chỉ có dùng cái logo thôi. Và nếu có phụ kiện thì Kỳ Lân cũng sẽ nhập phụ kiện tại những công ty hàng đầu trên thế giới về chuyên cung cấp phụ kiện cho những hãng thương hiệu đồ da nổi tiếng. Bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về sản phẩm cao cấp luxury theo tiêu chí của Kỳ Lân, những gì tinh tế, đơn giản và tỉ mỉ nhất, hoàn hảo, hoàn mỹ nhất Kỳ Lân sẽ sưu tầm, Kỳ Lân sẽ thực hiện, và Kỳ Lân sẽ chế tác, Kỳ Lân sẽ custom, Kỳ Lân sẽ cá nhân hóa. Kỳ Lân sẽ chọn và chỉ chọn những sản phẩm nào đủ điều kiện, yếu tố của Kỳ Lân Luxury để đủ đồ đẹp, đủ đồ sang, đủ đẳng cấp, đủ sang trọng và đủ thượng lưu để mà phục vụ giao lưu với tất cả quý khách. Và đây là chiếc ví đủ điều đó để phục vụ đến với tất cả quý khách. Từ bên ngoài đến bên trong là da thuộc, từ da thuộc cá đến da thuộc bê. Và logo này là logo vương miện, biểu trưng của sự cao quý, sang trọng, logo của sự quyền lực, biểu trưng của sự dẫn đầu trong những cuộc chơi. Logo vương miện này Kỳ Lân thực hiện chế tác từ vàng nguyên khối ao 750, và trong cái logo vương miện này có 3 viên kim cương hộp tròn thiên nhiên mà Kỳ Lân tuyển chọn vuông. Bởi vậy cái logo vương miện này nó là một cái logo mà dùng được hầu hết cho tất cả mọi người, ai chúng ta cũng đều muốn vươn đến sự cao quý cả, nên logo vương miện này là một trong những logo mà Kỳ Lân nghĩ sẽ phù hợp với hầu hết tất cả chúng ta. Chiếc ví này thì Kỳ Lân thực hiện theo xu hướng của xã hội hiện nay là đơn giản, gọn, một ngăn chính để tiền và một ngăn phụ này cũng để được tiền. Ngăn phụ này thì kết nối giữa hai phần của ví, và những cái ngăn nhỏ này để đựng thẻ ATM, căn cước công dân, những cái thẻ nhỏ vân vân. Đơn giản, một chiếc ví đơn giản để những cái chính nhất, cần thiết nhất cho một chiếc ví mà thôi. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc ví này đến đây xin được phép kết thúc. Nếu như quý khách thích chiếc ví này mà thích màu sắc này hoặc là thích màu sắc khác, bất kỳ màu gì, thì Kỳ Lân sẽ gửi màu thuộc da, da thuộc đến, từ chất liệu da bê đến da cá để quý khách chọn màu da và vân da. Sau đó Kỳ Lân sẽ thực hiện handmade một cách tỉ mỉ, tinh tế, hoàn hảo nhất để mà phục vụ sản phẩm đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu nhất, đẹp nhất, và phục vụ đủ sở thích, đủ cảm xúc thăng hoa đến với tất cả quý khách hàng khi nhận được sản phẩm trên tay. Kỳ Lân một lần nữa trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo.